Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Văn phòng Chính phủ tổ chức khai trương trực tuyến hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và công bố dịch vụ thứ 1.000 trên cổng dịch vụ công quốc gia trực tuyến. Dự tại điểm cầu Hưng Yên có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng. Hiện cổng dịch vụ công quốc gia sau kết nối với 20 bộ, cơ quan ngang bộ, 63 tỉnh, thành phố và 8 ngân hàng trung gian thanh toán đơn vị cung cấp các dịch vụ. Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ đã bấm nút khai trương hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, kích hoạt 3 dịch vụ công trực tuyến là kê khai, nộp lệ phí trước bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô, đăng ký điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia và trung tâm thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đi vào vận hành, góp phần thay đổi phương thức chỉ đạo điều hành bằng dữ liệu số. Tại điểm cầu Hưng Yên, sau khi tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng nêu 3 vấn đề trọng tâm nhằm xây dựng phát triển hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Hưng Yên và trung tâm điều hành thông tin của tỉnh. Theo đó, các sở ngành căn cứ theo Nghị định 09 ngày 24 tháng 1 năm 2019 của Chính phủ và quyết định số 05 ngày 20 tháng 1 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh nhằm xây dựng chế độ triển khai công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh từ chế độ báo cáo văn bản giấy sang văn bản số, hoàn thiện bộ máy vận hành và hạ tầng kỹ thuật trung tâm điều hành chính quyền thông minh nhằm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý điều hành theo hướng chính quyền điện tử.